Chú ơi, cháu hỏi tí chú. Cho cháu hỏi là cái bản trên đây là bản gì chú nhỉ? Bản đây là hạng A. Hạng A hả chú? Vâng. Bản này còn sao không chú? Vâng rồi mà. Đến đây, đuổi đây, sống đây kia, đến đây bản. Bản hạng A này là của xã nào chú? Xã Hồ Bốn. À, xã Hồ Bốn à? Vâng. Đây là bản của người Mông hay người Thái chú nhỉ? Người Mông. Người Mông à? Vâng. Còn sao, còn hỏi mấy cây chú? Ôi. Cần một cây thôi. À, một cây rồi, vâng. Chú đi đâu này? Dạ. Chú đi đâu đấy? Chở củi, chở củi, vâng. Cảm ơn chú nhé. Vâng. Cháu lên bản hàng áo một tí. À. Vâng, chào chú nhé. Vâng. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tuấn Vlog 1952. Hôm nay Tuấn Vlog cùng các bạn sẽ đi trải nghiệm và tìm hiểu về cuộc sống của người dân tộc Hơ Mông ở một bản rất là cao của xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Và chúng ta thử khám phá xem rằng là cái cuộc sống của người dân tộc Hơ Mông bản vùng cao này như thế nào. Xin mời các bạn nhé. Quay ngại lắm, sâu rồi, quá trời luôn. Xin gái như này ngại cái gì? Chị ơi, xuống mấy lần chỉnh chút sâu à. Thank you.
Là hai vợ chồng ở với nhau. Vâng. Không có thằng con trai chứ. Không có một cái. Một cái là chết rồi. À. Ông quá. Rất bỏ ngang cây nhé. Vâng. Bỏ mà. Bỏ ba tên cháu sẽ. Ngang cây không được nữa. Ừ. Không biết gì nữa. Này, chúng tôi có hỏi bạn nè. Mày lo. Bây giờ mà. Vâng. Chị đi đâu vậy? Đi phát hại. À đi cấy về à chị? Sau gửi cái gì đấy? Ừ, cha chị nọ kia thôi. Vâng. Thế chị đi cấy về à? Thế gì to?
rau này cho gà hay là gì? Sinh năm 2009 à? Vâng. 2006 chứ? Vâng, sinh năm 2006. Chưa đi vợ? Vâng. Học xong lớp 9 rồi nghỉ à? Em xuống lớp 9 anh nghỉ đó, em học đó. À. Lấy phim xong, mình thì có đây. Mình làm. Chống. Rất bỏ nhang cây nhỉ? Vâng. Bỏ mà. Bỏ ba tầng cho thế. Nhang cây không được học. Không biết gì nữa.